Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ ra vườn trồng một loại trái cây rất là đặc biệt. Cây nho chuỗi ngọc đỏ và chuỗi ngọc đen, chuỗi ngọc trắng nha các bạn. Mình chưa có truy tìm ra được chuỗi ngọc vàng. Rồi các bạn nói còn có chuỗi ngọc cam nữa. Nhưng mà rất tiếc là mình tìm hoài chỉ ra ba loại thôi. Trắng, đen và đỏ nha. Thì mình sẽ sắp xếp cái khu vực thần tiên chỗ này. Khu vực mà mình mê mẩn nhất cuộc đời ở đây nè các bạn. Đây, xung quanh nè. Đây. Việt quất nè ha. Việt quất hai cây nè, hai cây xum xê trái luôn. Nè. Trái quá chừng luôn, coi như là trái đếm không xuể luôn các bạn ơi. Nó nhiều đến mức mà nó rợn da gà luôn á. Đây nè. Wow. Cái cây Việt quất này các bạn thấy rõ chưa? Bây giờ cái trái mới có mấy ngày thôi mà trời mưa đó là cây này nó thích. Cái trái nó bự lên mà sẵn phân bón, mình bón sẵn ở dưới rồi. Bây giờ coi nè, thấy thương không? Thương quá đi chứ. Nhìn thấy mê thiệt á. Thì bây giờ hai cây táo lùn của mình cũng quay lại cho các bạn xem. Ở dưới là củ cải trắng. Mình gieo bây giờ phát triển rồi, chuẩn bị sẽ nhổ củ cải trắng thôi. Rồi táo lùn, biết cái cây này có đậu không? Cây này sao thấy không biết có đậu hay không. Nó đậu thì mừng, còn không đậu thì cũng mừng, sang cho sang năm nha. Còn bên này thì đậu được mấy trái nè, các bạn thấy không? Cưng không? Đó, táo lùn nha. Lùn ơi là lùn. Bên này còn nở bông nữa nè. Rồi trong kia nữa. Thì tất cả những cây này thì mình đã trồng và mình quay lại cho các bạn xem rồi. Thì bây giờ chỉ lướt lại mà thôi. Còn việt quất trái màu hồng này, việt quất trái tím nè. Đó, từ từ nó sẽ cho mình chín rồi mình hái nha. Nhanh lắm các bạn ơi. Còn này việt quất trái hồng. Wow. Mình trồng hai cây vô một chậu. Bên kia cũng hai cây vô một chậu. Bây giờ nó tốt ngất ngay. Nè, bây giờ có cái trái nào màu hồng để cho mình coi chưa? Đây các bạn. Thì phát triển chậm hơn việt quất trái kia ha. Trái hồng này thì nó màu rất là đẹp, nhưng mà vị nó sẽ chua chua ngọt ngọt hơn là cái vị này. Vị này thì ngọt ngọt ít chua, còn cái vị kia là chua chua nhiều ngọt. À, chua chua nhiều thì ít ngọt, vậy thôi. Đó. Các bạn ơi, đây là tất cả những nho chuỗi ngọc mà mình cần trồng. Đây là nho chuỗi ngọc đỏ và chuỗi ngọc đen. Thì mình sẽ trồng chung, đỏ đen trồng chung nha. Còn trắng đỏ mình sẽ trồng chung một chậu để cho nó rất là đẹp. Khi mà nó chín á, mình hái những cái màu sắc nó rất là vừa nổi vừa chìm, rất là đẹp luôn ha. Cái này là chuỗi ngọc đỏ nha. Đây, chuỗi ngọc đỏ. Đây các bạn. Rồi bên này là chuỗi ngọc đen. Chuỗi ngọc đen ra trái rất là nhiều ha. Ra trái nhiều lắm á, nó thơm lắm. Đây, chuỗi ngọc đen. Một cây này thì 13 đô la. Còn cái cây chuỗi ngọc đỏ thì sẽ mắc tiền hơn, là 15 đô la cho một cây nha. Đó, mình mua chắc 3-4 cây gì đó. Mình trồng cho nó vui thôi, sang năm nó tốt. Nó ra rất là nhiều trái nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ xuống trồng thôi. Đây, chuẩn bị sẵn rồi. Tất cả những loại đất, loại phân rất là tốt để trồng cho rau củ là organic nha các bạn. Organic là trồng đất tự nhiên nha, không có chất hóa học trong này. Đó, một bịch chắc qua khoảng hơn một bịch đó, xong rồi mình bỏ một ít phân bò vô. Đấy. Rồi giờ mình cho khoảng nửa ba phân bò thôi, tại cái nho chủ ngọc này nó chịu rất là ít phân. Còn mình trồng những thứ khác thì mình sẽ cho nguyên một bao phân bò, cái này nửa bao thôi. Rồi, đã đủ nha. Rồi bây giờ trộn thì mình sẽ cho một ít phân trái cây rau củ quả, một ít chút xíu thôi nha các bạn. Vừa đủ cho, nó hơi bụi nha. Hơi bụi, mình bỏ cái mình phóng mình chạy để cho nó bớt bụi, mình quay lại. Không có chỗ đi nè. Thôi. Bụi quá các bạn ơi. Mình dị ứng phấn hoa rồi, mình dị ứng cả phấn của bụi phân. Ở trong phân này nó bay lên y như là phấn mà viết bản vậy các bạn.
khi thầy viết bảng bụi phấn bay bay, có hạt bụi nào bay trên tóc thầy? Còn cái này khi bà Vinh Nguyễn Thị bà trồng cây, bụi phân nó bay thoang thoảng ngay mũi bà chịu không nổi. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ trộn nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái động tác quen thuộc nhất ở cái vườn Vinh Nguyễn Thị, là coi như là massage cho cái thùng phân nha các bạn. Đây, trộn lên, trộn đều lên rồi trồng thôi. Xẻng này trộn phân rất là thích nè các bạn. Đấy, sẽ cho nho chữ ngọc à đen vô trước. Đây, đen đấy. Chữ ngọc đen ơi, đây các bạn, chữ ngọc đen nè, cưng không, trái nè, đó, thấy trái không? Cái lá của nó thôi mà cũng thơm nữa, thiệt thơm ngát luôn. Vườn mình ở thành thị nha các bạn, nó rất là chật luôn, nó không có đủ đất rộng để cho mình chạy nhảy đâu. Đây, nho chữ ngọc đen đang ra trái rất là nhiều. Mình bỏ vô nè các bạn. Cái hố nó như thế này nè. Đó, thì bây giờ mình cho nó sâu sâu tí nha. Rồi mình bỏ vô đây một ít phân thôi. Đó, một nắm phân. Để cho nó nhận ngay cái gốc của nó ha. Trộn đều lên. Rồi. Bỏ nó xuống. Chữ ngọc đen đã xuống. Đó. Rồi bây giờ lắp lại thôi. Rất là nhanh. Rồi kế bên mình sẽ trồng chuỗi ngọc đỏ. Chuỗi ngọc đỏ đây, cây rất là dễ thương luôn. Chuỗi ngọc đỏ thì cái chậu nó bự hơn. Ồ, ồ, mấy con chim này lợi hại thiệt á các bạn. Ra nhiều trái tới ăn hết trơn. Còn chua nó cũng ăn luôn. Nó không tha cho cái cây này. Đây, chữ ngọc đỏ, không biết nó rụng hay là chim ăn nữa, không hiểu luôn các bạn, nó rụng hay chim ăn. Năm ngoái thì chim nó không thèm ăn chữ ngọc đen, nó chỉ ăn chữ ngọc trắng thôi. Năm này mình lại trồng chữ ngọc đỏ, nó ăn hết trơn trái rồi. Thôi kệ, còn trái nào mình ăn trái đó. Cái này người ta mới trồng này, nó chưa có bén rễ này. Giờ sao? Không có ai phụ mình ta. Không được các bạn ơi, không được. Nhổ ra đi ha. Đó. Người ta mới chiết á, nó chưa có bén rễ, nó chưa có gom rễ giống như cái cây này. Cây này thì nó gom rễ lại rồi. Giờ mình mau lên mình trồng xuống thôi. Cũng cho vô trong này một ít phân nha các bạn. Đó. Tí thôi, tí tí thôi. Nãy cũng đã trộn một ít rồi đó. Đây, đây. Wow, chuỗi ngọc đỏ đã xuống rồi nè các bạn, đã xuống giống rồi nha. Đó, tha hồ mà phát triển. Sao sao chứ? Rồi. Không trồng thì thôi, chứ trồng thì có hai cây chuỗi ngọc vừa đen vừa đỏ, làm cho các em nhỏ xem video chắc vui lắm, người lớn còn vui nữa đây này. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm đất nha. Rồi, mình sẽ thêm một ít đất phốt phình mít lên trên nữa. Tại mình thấy nó hơi thiếu á. Rồi, nó sẽ... cái đất nó tưới nước một thời gian, nó sẽ lén xuống nữa.
Rồi, đã xong. Hai cây sả ngọc đen và đỏ. Cái thùng mà mới này nè các bạn. Nó rất là chắc. Nó chắc hơn những cái thùng năm ngoái mình trồng á, mình có thể ngồi lên được luôn. Nó cứng cáp lắm. Wow. À, chuỗi ngọc đen này các bạn, nó thơm. Không biết còn sống nó làm sao ha. Còn non ăn nó làm sao, bất thử trái ăn không. Mình tiếc lắm các bạn ơi. Còn non nó chưa lên màu sắc á, mình ăn mình cảm thấy tiếc lắm. Mà mình cũng phải thử cho các bạn xem. Trồng xong nho chuỗi ngọc đen và đỏ rồi các bạn ơi. Mừng quá. Mừng quá đi thôi. Còn vài chậu nữa nha. Mình cố gắng mình sẽ tìm một giống vàng nữa. Đó, đen đỏ trắng rồi. Mùa hè xinh tươi đã tới. Chuẩn bị thu hoạch gãy rổ nha các bạn. Gãy rổ luôn á. Đủ thứ trái cây trong vườn. Dốc hết tiền tiết kiệm, dốc hết tiền có được. Mua cây cối về trồng cho các bạn ngắm, cho nó cảm giác mình cũng vui nha các bạn. Gia đình mình vui lắm. Rồi các bạn vui lây nữa. Là cái niềm vui nó nhân lên mà có triệu view là triệu niềm vui nha các bạn. Cứ xem càng nhiều là vui nhiều. Đó, nhiều người thì nhiều người vui theo mình đó. Rồi, bây giờ đã tưới nước xong rồi, sẽ tiếp tục đi trồng những cái giống cây khác nha. Lướt từ khu vườn này qua đây các bạn nhớ không? Khu vực mà mình trồng cây wasabi. Cây wasabi nè. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp chỗ này, mình cút đất hơi bằng bằng chút xíu. Rồi mình sẽ trồng cây cà chua đen sát với cây wasabi nha, để hái cà chua đen. Thì trong khu vực này có tất cả màu hồng, màu trắng, rồi màu vàng, rồi màu xanh đỏ, rồi chuỗi ngọc đỏ, chuỗi ngọc đen. Nói chung là 7 sắc cầu vồng trong khu vực này nha các bạn. Chưa kể dâu tây nha, dâu tây trắng, dâu tây đỏ luôn. Thì mình trồng cà chua đen ở đây và một số cà chua chuỗi ngọc ở đây để mình hái. Rồi ở đây, đây là khu vực mâm xôi rừng nha các bạn. Bây giờ nó leo ra, nó ra rất là nhiều bông. Nhưng mà cũng phải đành lòng cắt đi để mình sẽ gác một cái gì ở đây, ngang cái hố hay mình đổ thêm đất. Mình sẽ trồng một ít cây cối ở đây nữa. Còn mâm xôi đen thì mình sẽ tập trung một chỗ nào đó để mình hái thôi. Chứ mình không có để cho nó bò tùm lum. Nó rất là tốt các bạn ơi. Nó bò không diệt được. Thì bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt. Mình dọn dẹp tất cả những khu vực ở đây để mình trồng trọt nha. Đó, khu vực ở đây rất là hoang. Mà bây giờ mình sẽ trồng ra một cái vườn 7 sắc cầu vồng thần tiên. Đã xong. Quá xuất sắc luôn. Sống nguyên ngày đó ai khen đâu. Tự mình khen. Mình cho điểm mình kia, mình cố gắng lên. Nha các bạn. Không có ai ủng hộ mình thì tự mình ủng hộ. Xong mình cố gắng mỗi ngày là nó hoàn thiện tất cả những công việc mà mình muốn. Những cây cà chua đen mà mình trồng từ mùa đông qua nè các bạn. Đó, mình trồng trong nhà, bây giờ nó ra trái nè các bạn ơi. Đó, trong nhà thôi mà nó cũng ra trái nữa. Đây, đây nè. Không biết có gãi không nè. Đó, đợt trước thì đưa qua vườn số 2 của em trai mình á, mình trồng một mớ rồi. Bây giờ còn 3 cây. 3 4 cây gì đó mình sẽ trồng ở vườn Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nha. Nhìn cái trái nè. Mình ươm trong nhà rất là nhiều thứ luôn. Đây là những cảnh mà mình ươm ở trong nhà nè các bạn. À, những cái kệ nè thì mình ươm mình cũng đưa ra ngoài bớt rồi. Mình đưa đi trồng bớt rồi đó các bạn. Đây là xà lách nữ hoàng nè. Chuẩn bị mình sẽ làm khu vực nguyên một dãy thùng dài mình trồng cho xà lách nữ hoàng nha. Ăn rất là giòn. Đợt trước mình có làm video ươm hạt đậu Hà Lan và xà lách nữ hoàng đó. Bây giờ nó lên tốt như thế này nè. Rồi dưa leo. Dưa leo nè các bạn, mình ươm trong nhà mà nó ra bông luôn rồi mà cũng chưa đem ra trồng được nữa. Tại cứ mỗi ngày ra làm được ít. Còn này dưa mặt trời nè các bạn, cái trái nó như hệ mặt trời vậy á. Nó phun ra, nhìn nó nóng bỏng lắm. Nó nóng rực luôn. Rồi đây, mình ươm tất cả các loại bí, loại đậu rồi mình ươm đầy đủ ở trong nhà đó các bạn. Đó, đây. Mình ươm rất là nhiều. Từ tầng này xuống tầng kia, từ tầng kia xuống sát đất. Sát đất thì những cây mới ươm này. Đây là mồng tơi đỏ nè các bạn. Mình ươm. Đây là cái gì đó, dưa lưới nè. Rồi bí đỏ nè. Rồi đây là các bạn biết gì không? Bí Hàn Quốc. Mình mua về mình ăn á, xong rồi mình lấy hạt mình ươm. Bí Hàn Quốc ăn ngon hơn bí Việt Nam rất là nhiều luôn. Cái trái nó bự giống như là trái dưa hấu khổng lồ vậy á.
nhưng mà ăn miếng nào ra miếng đó nó ngon mà nó ngọt, nó khơ cái vị rất là ngon, nói chung là nó ngon. Cho nên mình chọn trồng bí Hàn Quốc, trái bự khoảng 15 kg cho một trái nha, đó ăn tha hồ luôn. Rồi cái cây này là cây thì là nè, mình cũng ươm lên nè, đó nhiều thứ mà mình ươm lắm. Ở trên này thì mình ươm tất cả các loại dưa leo. Dưa leo coi mình ươm nè các bạn, dưa leo ươm nó lên coi như là mỏi luôn cả cái giấy này nè. Mình dùng cái chậu này là nó phân hủy được nha các bạn, bằng giấy đó. Ươm dưa leo lên rất là tốt, dưa leo thì nó thích ươm nguyên nắm vậy á, mình rải vô thì cây nó giữa nhau phát triển lên rất là khỏe mạnh luôn đó. Thì mình đã có nhiều, rất là nhiều video ươm hạt dưa leo Hàn Quốc nha. Này là dưa leo Hàn Quốc, rồi dưa leo đỏ, dưa leo vàng, dưa leo trắng, dưa leo tí hon và dưa leo dài khổng lồ, nhiều lắm các bạn ơi. Mình ươm rất là nhiều. Đây là tất cả các loại bắp màu. Đây, bắp cầu vồng, bắp nếp Việt Nam nha các bạn. Mình có được giống của cô mình cho 9 năm về trước mà ươm nó lên tốt ngất ngay luôn. Đó, mình sẽ để giống lại vài trái để mình trồng cho sang năm. Rất là mê bắp nếp nhưng mà ở Mỹ người ta không có bán bắp nếp Việt Nam. Ở đây là những dưa leo Hàn Quốc á, mà mình để trong nhà lâu quá thì nó sẽ bị vàng lá như thế này. Hôm nay thì mình sẽ đưa đi trồng hết, chứ không thôi nó ra bông. Nó ở trong nhà nó rất là yếu các bạn, nó mới lên thì nó xanh mướt nha. Còn đây là hai cây bí Hàn Quốc mà hồi nãy mình gieo từ hạt, các bạn thấy không? Gieo từ hạt mà nó lên nè, rất là đẹp ha, đem ra trồng luôn. Rồi đây, cà chua trái dài sọc giống như ngón tay vậy á, mình trồng một mớ luôn ha. Mình trồng rất là nhiều thứ ở trong vườn. Đây là khu vực mình trồng tất cả những súp lơ. Súp lơ thì mình gieo sẵn để mình cho ra vườn đó. Súp lơ san hô, súp lơ màu vàng, súp lơ màu tím, rồi súp lơ trắng, rồi súp lơ bông cải màu xanh đó, súp lơ xanh. Rồi đây là tất cả những bí ngòi. Bí ngòi mà mình thích loại nào thì mình gieo loại đó thôi. Đó, ở trong nhà thì không khi nào mà mình không có cây trồng nha các bạn, lúc nào cũng đầy ắp luôn. Đây là đậu đũa nè các bạn, mình gieo nè, đó đậu đũa nha. Rồi rất là nhiều bầu đây, bầu nó leo tùm lum hết trơn. Đây các bạn, bầu mình trồng một mớ rồi, nhưng ở trong nhà vẫn còn một mớ này. Rất là nhiều cây bầu trái dài ở trong này, dưa leo nè, dưa leo nó khỏe lắm đó, dưa leo luôn ha. Rồi ở đây là bí đĩa bay. Đó, ở trong nhà như thế này là mình lo mình đưa ra ngoài thì nó sẽ xanh tươi. Còn thôi á, nó sẽ ra bông là nó trắng hết cây nha. Hôm nay sẽ đem ra tranh thủ trồng cho rồi. Cái trai cây nó dài lên nó chịu không nổi ở trong nhà các bạn ơi. Ở dưới này cũng vậy nè, dưới này một mớ luôn nè. Nói chung là mình trồng khắp nơi. Đó, chỗ nào cũng trồng. Đây là khổ qua ha. Đó, thôi. Rồi mình sơ lược tất cả những cái tầng mà mình ươm cây ở trong nhà. Bên này nữa, ươm tất cả những gì mình thích là mình đưa ra ngoài trồng hết rồi đó, bớt rồi đó. Còn đây là cái chậu mình quý nhất nè các bạn, ngò gai mình ươm mấy tháng trời nó mới lên được chừng này. Đó, còn cái này thì ngày hôm qua mình lấy đi cho Nhung một ít rồi các bạn. Đây, mình lấy đi hết rồi, còn một chậu thôi. Rồi, rất là nhiều loại. Các bạn ơi, trời mới mưa đó. Nó mưa cái mình chạy vô nhà nó ướt hết cái áo, chạy vô mình thay lại đồ khác chút xíu. Đó các bạn, mình chuyển cái cây này đi qua một chút xíu nha. Rồi mình sẽ trồng cà chua chuỗi ngọc đen và cà chua chuỗi ngọc sô cô la, mà dạng sô cô la mà cầm lên rắc lên trái cà chua ấy, chứ không phải là sô cô la mà hết trái cà chua, tức là nó lốm đốm. Đây nè, đây một loại cà chua này thì mình ươm trong nhà, nãy mình có quay cho các bạn xem nè. Mình ươm cà chua đen nó leo cửa sổ ra trái coi. Trái nằm ngang nha các bạn, giờ mình trồng mình sẽ dựng đứng nó lên. Đó, nó ngang. Còn cái này loại đây, cà chua sô cô la rắc. Lốm đốm sô cô la trên trái cà chua nha. Đây, mình sẽ trồng chung để cho nó ra trái cho nó có màu sắc cho vui. Cà chua đỏ rắc sô cô la lên. Chỗ này nha.
Rồi mình sẽ trồng thêm cà chua chuỗi ngọc vàng và chuỗi ngọc đỏ, chuỗi ngọc đen, chuỗi ngọc cam và chuỗi ngọc lốm đốm giống như màu xanh mà lốm đốm giống như ngựa vằn đó các bạn. Đó. Đó. Vén lên. Cút đó. Bằng cái chỗ này nè, bằng thủng xuống luôn để em bỏ cái thùng vô cho nó bằng. Đi vô. Này, húp trái dừa đi. Em có mượn anh cút đó. Tại vì anh xã mình đem trái dừa ra hỏi dừa này còn được không em, còn nữa không hay có trái. Em ăn hả? Anh xã đem trái dừa ra hỏi dừa này mới mua về chặt mà sao nó màu tím tím em, nó có hư không? Nó non quá các bạn. Cái nước nó còn ngọt thì là ngọt vậy á. Đúng là anh xã. Anh đi chợ. Anh xã đi chợ nha. Mỗi lần anh đi chợ là mình không có video đi chợ. Anh đi chợ anh đâu quay đâu. Mình đi chợ thì mình sẽ quay. Anh đi chợ là anh mua coi như là nhắm mắt lấy, không biết là cần hay không. Anh lấy đại về. Tại mình mới làm vườn, các bạn mới làm vườn không đi chợ được. Wow, nó ngon. Chưa kịp làm nặng mà đã được uống nước rồi. Mình cuốn cho nó bằng, nó có một cái hõm bằng bằng ở dưới này để mình vừa bỏ cái thùng vô. Mỗi lần cuốn cái cuốn này là coi như giận không xa. Nó nặng quá, không tra nguyên cái cây cột vô trong này. Không phải là cá cuốn nữa. Cây cột đình cũng bỏ vô trong này. Mình sẽ đổ đất phố tình nít vô. Ha. Chuẩn bị có một mớ cà chua ở đây. Cà chua sô-cô-la. Rồi tiếp tục mình sẽ trồng chuỗi ngọc, cà chua vàng, cà chua cam nha. Phố tình nít đổ vô. Cái gì giống nhện nó bu mình vậy. Rồi mình sẽ đổ phân bò vô. Đây phân bò, những bao mà còn thừa lại đó mình sẽ bỏ một bao phân bò nha. Ở đây nửa bao cộng ở đây nửa bao nữa. Máy bay nó bay tứ hướng. Đây đã đầy đủ số lượng phân bò, mình dẹp tất cả những cái bao này rồi qua chỗ khác nha. Trộn mình sẽ cho một ít phân trái cây vô trong này, dùng để trồng cho tất cả bắp cải, cà chua, ớt chuông. Rồi những cái trái cây mình bỏ vô này luôn. Bỏ một ít vô đây nha. Phân này nó bụi lắm. Rồi một ít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên. Mình sẽ trộn đều đất lên nha. Cho cây cà chua xinh tươi, tươi tốt của mình. Đây là đất mình ủ phân nhà bếp năm ngoái nè, mình đổ chung vô trộn hết luôn ha. Cà chua đen á, tất cả những loại cà chua nó đều thích phân nhà bếp. Phân nhà bếp là những chuối, vỏ chuối, vỏ cam, rau củ quả, cơm thừa, thịt cá rồi đó. Mình trộn vô với đất á, giống như hai lần đất, ba lần phân xong rồi mình ủ qua mùa đông á, nên để dành trồng cà chua. Nó ra nhiều trái lắm các bạn. Ra khỏi phải che luôn. Trộn mấy cái. Đó. Trưa nắng nghe chim hót líu lo. Mình ở đây mình trộn phân, mình trồng cà chua cũng thú vị các bạn. Đó. Thú vị trên cái mức thú vị đợi chờ sẽ được hái trái cây. Vui không các bạn? Nhiều bạn nhiều em nhỏ nha, mới 13, 14 tuổi cũng theo cô Vinh trồng cây quá chừng, chụp hình gửi qua email, gửi qua Facebook quá chừng quá đất luôn. Cảm ơn các em nhỏ nha. Theo cái gì chứ theo trồng cây là cô thích lắm. Rồi. Rồi, đã xong. Trồng cà chua vô. Đây là cái cà chua màu đen.
Còn đây cũng là cây cà chua màu đen mà hai cây. Hai cây mà hồi nãy mình đem ra nó rụng mất một cái trái, còn bên này nó còn cái trái này. Đó. Sẽ đổ ra nha. Đây các bạn, cà chua đen ở trong nhà bên Nguyễn Thị mới đem ra đây. Bốc đèn cái chỗ này lên. Là đã có phân trộn rồi, nhưng mà ở dưới cái rễ của nó rất ít phân cà chua, một nắm thôi, một nắm là đủ rồi. Khi nào mình thấy nó không có tốt á thì mình bỏ thêm. Đây các bạn, bỏ xuống nha, cà chua đen đã xuống giống rồi ha. Rồi lắp lại. À, mình sẽ lấy một cái thanh gỗ mình cắm ở đây, mình cột cái cây cà chua đen của mình ươm từ mùa đông qua. Đây, đây là tiếp tục một cây cà chua sô-cô-la rắc nha, rắc sô-cô-la trên cái trái cà chua đỏ đó, tạm thời để nó nằm nằm. Đó, thùng này thì mình sẽ trồng 3 cây. Cây thứ nhất mình trồng sát bìa, cây ở giữa mình trồng ở đây, hai góc và một giữa ở ngoài trước này ha. Đó, phía này phía sau tí ha, cho nó đủ room, đủ nó nhận ánh sáng. Rồi mình cũng bỏ vô đây một nắm phân cái cây, trộn đều lên. Ở trong này đất thì cũng trộn cũng là tốt lắm rồi. Rồi bỏ cây cà chua xuống, cà chua sô cô la. Chưa đủ sâu các bạn. Bây giờ chắc đã đủ rồi ha, bỏ xuống. Rồi sô cô la cà chua. Một cây như ý. Rồi, cắm cái cây của nó vô. Mình bẻ ra. Cà chua này, cây này mình mua 10 đô la nha các bạn. 8 đô la mấy đó, chứ không phải 10 đô. Thế vô, nhớ là mình mua ở tiệm cây giống. Mình sẽ trồng một chuỗi ngọc đỏ ở đây. Đây là cà chua chuỗi ngọc đỏ nè. Đó, các bạn có thấy nó đổ cái chuỗi ngọc xuống không? Nó rất là đỏ, dễ thương chưa? Trồng đi, tới tháng 8, cuối tháng 8 là sẽ được hái nha. Rồi, bây giờ trồng chuỗi ngọc đỏ ở đây. Ngay phía giữa, ánh sáng thì chiếu từ hướng đó tới ha. Thì sẽ nhận đầy đủ và ra tất cả màu sắc ở đây. Thiếu màu vàng và màu cam và màu trắng nữa. Màu xanh nữa. Rồi. Trồng cái gì xong là phải tưới nước liền, mình không tưới một cái là nó quên, vô một cái là nó khô ra luôn. Tại đất nó hơi khô, ban đầu là mình tưới đậm luôn nha các bạn. Cái thùng thì mình đã đục lỗ, mình cắt mặt đất khoảng 2 đến 3 cm nha.
đang ngồi lên cái phần wasabi. Vui chưa các bạn ơi, trồng trong phòng không cũng thú vị, không có đất nhiều để trồng, mà vườn mình trên dưới hơn 100 cây nha các bạn, tất cả những loại cây ăn trái ở Mỹ là mình đều tập hợp ở vườn mình hết, không thiếu một cái gì hết, từ tất cả các loại nho, táo, đào, lê, mận, rồi cherry, rồi việt quất, dâu tây, rồi táo, rồi hạt, hạt dẻ, hạt hạnh nhân, đủ loại hết, hạt ốc chó. Nói chung là mình siêu tầm tất cả những loại trái cây mà ở xứ Mỹ. Trái cây Việt Nam thì rất là khó trồng ở Mỹ tại mùa hè nó ngắn quá. Bây giờ tất cả những cái khu vực mà mình yêu thích nhất, khu vực thần tiên, thì mình đã trồng xong tất cả những cái trái thần tiên mà đẹp nhất ở trong cái vườn. Cà chua, chuỗi ngọc, rồi wasabi, táo, việt quất, blueberry, trái việt quất, xum xê luôn. Bên kia là dâu tây đặc biệt, dâu tây trắng, dâu tây chuỗi ngọc, chuỗi ngọc nè, chuỗi ngọc màu đen và chuỗi ngọc màu đỏ, mình đã kịp trồng xuống cho các bạn xem rồi. Đó, khu vực rất là đáng yêu luôn. Cái này phải mướn một chiếc trực thăng cỡ bằng con ruồi á, leo lên bay vòng vòng ở đây mới đủ room để bay ha, để quay phim. Đó, dâu tây thì đổ trái xuống bất ngờ. Ít bữa nữa là coi như là bất ngờ khi đổ trái luôn. Trái chín đổ vô rổ, mê mẩn nha. Rồi, đã xong khu vực thần tiên của mình rồi đó. Sau khi trồng cây trái cho cái vườn xong thì mình đi khoe tất cả những trái dâu tây bây giờ nó phát triển như thế nào. Đây là dâu tây quanh năm. Đây có một trái dâu tây quạt nè các bạn. Ra trái xum xê ha. Các bạn thấy không? Ra trái mà khỏi phải nói, chỗ nào nó cũng đông trái vô. Coi nè, cả chùm vậy đó. Coi có thương không? Còn đây, kế bên này, cái khu vực này thì mình chưa có kịp dọn cỏ. Mình chỉ dọn cái khu vực bên kia kìa. Đó, mình mới dọn nguyên một mớ luôn. Từ từ sẽ hoàn thành hết nha. Đây. Đây là dâu tây hoàng đế mà năm ngoái mình order trên mạng vậy mình trồng nè các bạn. Bây giờ nè, trái coi. Nó nhiều như thế này mà không biết. Khi chín á, cái trái nó có bự lên không ha. Thì mình chỉ biết như vậy thôi. Đây, bên này nữa nè. Wow, cái trái này bất ngờ nó bự. Nè, cái trái này nè. Hy vọng là khoảng 2 tuần nữa nó chín rồi. Đây nữa nè, dâu tây hoàng đế nha các bạn. Tổng hết cái khu vực này thì tất cả 2 thùng, 3 thùng dâu tây, 4 thùng, 6 thùng tất cả. Mà thùng nào, wow, cái trái này bất ngờ. Cái trái này nó sắp chín rồi các bạn ơi. Nó sắp chín nè. Cái màu mà nó hơi trắng là nó sắp chín nha. Trái thấy ghét không? Đó. Rồi. Thì lượng sơ cho các bạn xem thôi. Bên này nữa nè. Nhiều lắm. Rồi mình mới trồng xong khu vực ớt và măng tây, đủ thứ hết á. Nè. Chỗ kia kìa. Chỗ này mình trồng tất cả là bắp cải, súp lơ màu tím, rồi súp lơ màu cam. Rồi bên này mình trồng cà tím đó, cà tím nè. Đó. Mình trồng cũng nhiều lắm á, mà chưa có kịp quay cho các bạn xem á. Trồng nhiều lúc mệt quá cũng không quay nữa. Đây, mình trồng ớt rồi cà tím. Coi nè các bạn, phân nhà bếp nè, mấy con chuột nó tới nó đào, mà mình chằng gạch chằng đá lại nó vẫn đào. Cà tím bây giờ đang trên đường phát triển lớn nha. Đó, các bạn thấy nhìn có xinh không ha. Còn bên này là ớt tím nè, ớt tím ra cả cuộn luôn nè, ra trái nè. Đó, thấy không? Ớt tím thì người ta ghép hay sao các bạn, một cái thì tròn, một trái thì nó dài ha, nhìn ngộ ha. Đó, cưng không? Rồi ớt dài nữa nè, trồng nhiều loại lắm. Rồi bí ngòi nè, mình trồng bằng phân nhà bếp nè. Mình phải che chắn lại hết chứ không thôi chuột nó đào. Phân rau củ thừa rồi cơm nước thừa mình trộn vô đó, mình trồng nè, phải chằng lại trơn. Nó đang ra bông nè các bạn. Bí ngòi đang ra bông ha. Bên này là một loại ớt màu trắng.
ớt màu trắng nè các bạn. Mình bẻ bớt mấy cái lá này đi. Đó. Thì chắc 2-3 tuần nữa mình sẽ thu hoạch ớt để cho những cái bông ớt mới này nó phát triển lên. Ở trên này cũng vậy nè. Đây, đây một trái nè. Hai trái luôn. Wow, ở đây nữa nè. Đó. Thấy cần ha. Trồng cây đi các bạn ơi. Thấy vui ha. Bên này một loại trái ớt mini lùn màu trắng nữa nè. Này một loại ớt gì đây? Đây. Đây các bạn. Loại ớt này chắc nó ngọt á. Ngọt hay cay gì tới đó rồi biết nha. Bây giờ mình đang dùng tất cả những cái miếng này mình chắn cỏ, không cho cỏ lên đó các bạn, để mình trồng tất cả những hoa màu mà mình yêu thích nha. Xung quanh đây là tất cả những dâu tây của mình, bây giờ đang kết trái, trái đang lớn lên nha các bạn. Ngày hôm qua mình ra mình cắt cỏ nè, mình làm cỏ nè các bạn, nó cao bằng dâu tây luôn á. Mình ra mình cắt mình làm đó. Ở đây những dâu tây mà vừa rồi mình trồng nè, nè đó, nhìn nó phát triển cũng đẹp quá ha. Này, nó ra rất là nhiều bông dâu tây. Dâu tây ơi dâu tây, tại sao dâu tây đẹp thế này? Đó, nhiều lắm nha các bạn. Mình khoe cho các bạn xem, hôm nay dâu tây nó nở cực kỳ là đẹp. Nó nở cả hoa hồng nữa. Này, vừa nở xong là lú cái trái ra liền. Xin chào các bạn và các em nhỏ, thấy trái dâu tây chưa? Cưng không? Trên này nữa nè. Đẹp ha. Đó, mình sơ lược tất cả. Nguyên cái chậu này nó ra trái nè, ra hoa xung quanh hết luôn. Đi ngang qua thăm trái sung thử trái sung nó lớn chưa nè các bạn. Nhiều bạn nhắn tin nói chị ơi quay lại cái cây mâm xôi đi, cây mâm xôi bây giờ nó lớn như thế nào rồi. Đây các bạn, cây mâm xôi đây, nó xum xê nè, nó đổ dài nguyên một giống như một cái đồi cái đồi lá cây vậy đó nè. Bây giờ mâm xôi nè, nó ra trái rồi. Cách đây một tuần thì nó chỉ là hoa thôi. Mâm xôi nó rất là nhanh lớn. Khoảng giữa tháng 6 là mình được có mâm xôi chín rồi. Nè, nó tràn qua bên kia luôn. Đây các bạn. Bông trái rồi nở. Ong bướm rồi bay lượn. Thụ phấn cho cây. Đó. Rồi, nguyên một lùm mâm xôi. Đây, rất là nhiều. Cây táo mà đầu tay của nghề YouTube mình nè các bạn. Hôm nay nó cũng đậu trái quá chừng ha. Đầu tay của mình đó. Xum xê, trồng chắc cũng 4-5 năm rồi. Nếu mà mình trồng trong chậu, còn mình trồng ở dưới đất thì nó sẽ bự lắm rồi ha. Còn cây lê nè. Cây lê mà cái trái, một nhánh nó ra trái qua, nó không ngờ nó đậu ta. Nó đậu nè các bạn ơi. À, mình đặt là lê bầu sữa bò đó. Nó giống như cái bầu sữa con bò vậy. Đó. Được mấy trái cũng cưng rồi. Mâm cho nó đậu đừng rụng nha. Nè, này là mấy cái này nó không đậu nè, nó teo nè. Còn cái trái này chắc mình mâm cho nó đậu quá. Hay là đây là trái táo chát vậy ta. Không biết nè, để nó ra trái tính sao. Còn cái loại lê thường này các bạn, nó ra trái nè, mập ú ha. Mập ú luôn. Đó, ở trên nữa nè. Còn cuối cùng thì đây là một cây mận. Đây. Năm nào thì chị cũng chỉ vô bản đồ cho các bạn xem cái trái nó như thế này. Đây các bạn, năm này nó ra nhiều. Một cách là nó nhiều khỏi phải kiểm soát, khỏi phải đếm luôn. Đó. Đếm sợ biết nó ít, nhưng mà không đếm mình nhìn thì mình cũng thấy nó cũng được ha. Khá khá, đủ cho mình hái ăn chấm muối. Rất là nhiều trái mận Mỹ nè các bạn. Thích thiệt sự rồi các bạn ơi. Ngày nào nó cũng to lên nè. Đó. Mới có mấy ngày mình ra mình nhìn á, nó cũng khác đi chút xíu. Các bạn thấy dễ thương không? Cây mận Mỹ quá dễ thương luôn. Biết sao? Tại chủ của nó dễ ghét quá. Nó phải dễ thương giùm để nó bù. Chủ của nó ăn rồi nó xàm bị chửi, bị la quá chừng. Rồi à, mình quay cái cây đầu tiên ở cái cổng vườn Vinh Nguyễn Thị là cây nho đen. Cây nho đen bây giờ cũng ra rất là nhiều bông nè. Rồi, quay xong cái cây này thì mình sẽ xin dừng video ở đây luôn. Đó, rất là nhiều trái nho. Nho ra quá chừng nè các bạn. Nho nó thân thiện với cái cây mận Mỹ nha. Đó. Rồi, cây nho cổ thụ dáng rất là thời trang nho.
Thì hôm nay mình xin dừng video ở đây. Mình đã chia sẻ trồng cây chuỗi ngọc và nho chuỗi ngọc, rồi cà chua chuỗi ngọc, và đi quay xung quanh vườn cho các bạn xem. Xin dừng video ở đây. Xin chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ. Các bạn xem video ủng hộ giúp mình với nha. Đăng ký, like, chia sẻ. Cảm ơn các bạn nhiều lắm đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Xin tạm biệt các bạn. Tạm biệt.